何？お前はもう死んでいる。Hey yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái kênh chơi game của mình nha. Hôm nay mình đã rủ người yêu mình solo vì tướng John và mình đã có thể thực hiện ra một cái pha bắn nội tại từ xa. Chúng ta chỉ việc đứng từ xa và bắn vào không khí, sau đó có được cho mình cái nội tại với cái khoảng cách bắn xa hơn, và người ta sẽ xả ra cái chiêu thức nội tại vào người của người yêu của mình. Và bây giờ người yêu của mình đã mất đi nửa cây máu rồi, chúng ta sử dụng ra hết luôn cái chiêu thức, và người yêu mình đã sử dụng luôn cái tốc biến để bỏ chạy. Nhưng mà mình cũng có tốc biến mà, anh cũng có tốc biến mà em ơi. Bây giờ mình đã có được một mạng đầu tiên của người yêu của mình rồi, và cô ấy sẽ phải chấp nhận rằng cái kỹ năng chơi John của cô ấy sẽ không thể nào bằng mình được. Nhưng mà cô ấy đang hơn mình về cái lượng máu, và cô ấy cũng đang dí là khá ghê. Cho nên là mình đã quyết định chọn ra một cái phương án nó an toàn hơn là chạy về hồi máu. Và ngay sau đây người yêu mình chỉ còn lại nửa cái máu mà thôi, và cô ấy đang mong chờ vào cái cục máu nó hiện lên. Nhưng mà chắc là sẽ rất là khó khi mà lượng máu của cô ấy còn quá ít, và nếu như cô ấy vẫn đứng cao thì nó sẽ nguy hiểm đến cái tính mạng của cô ấy. Bây giờ mình đang hơn người yêu mình một cấp, và tụi mình đang trao đổi những cái chiêu thức, và mình vẫn đang hơn về cái số lượng vàng và cái lượng đồ, thì tất nhiên là cái lượng đam của mình nó cũng sẽ hơn người yêu của mình rồi. Đó là cách để chúng ta chơi John, và mình vẫn đang kiểm soát cái cục máu này. Người yêu mình đã dám lên để tiến hành ăn cục máu, nhưng mà cô ấy dường như chưa có được cái khả năng để có thể đánh bại được mình, và cô ấy đang cảm thấy rất ức chế. Thì dù là người yêu của mình nhưng mà mình cũng không thể nào nhượng bộ và để cho cô ấy thắng trong một cái trận solo, bởi vì như vậy là không có tinh thần thượng võ, đúng không các bạn? Chúng ta phải thi đấu hết sức mình và không được nhường kẻ địch. Thì đó, dù trên giấy tờ thì nó là một cái điều tốt, một cái lối chơi khá fair play, đó là nhường nhịn nhau. Nhưng mà nếu như chúng ta làm như vậy, nếu như tuyển thủ làm như vậy, hoặc là những cái vận động viên, cái cầu thủ trong cái cuộc thi đấu mà ai cũng có cái tính nhường nhịn nhau mà không có tinh thần thượng võ, thì những cái trận đấu và những cái cuộc thi nó sẽ trở nên rất nhàm chán. Và người yêu mình đang không hiểu bằng cách nào để mình có thể bắn xa như vậy, và mình đang hướng dẫn cho người yêu của mình đó là cách lấy nội tại bằng 3 đòn đánh thường vào không khí, và sau đó bắn phát nội tại vào tướng địch. Và mình vẫn có thể nhìn thấy vị trí John của mình, và người yêu mình thì dù thấy mình đang đứng chát nhưng mà cô ấy cũng không cố tình bắn mình mất quá nhiều máu, mà chỉ lấy đi một số lợi thế cho cô ấy mà thôi. Nhưng mà nhiêu đó cũng đã đủ để cô ấy có thể thực hiện ra một cái pha đổi mạng đối với mình. Và giờ đây thì mình đã bị sách đao, và người yêu mình đã có được cái mạng sách đao của mình, khiến cho cái lượng đồ của cô ấy nhảy vọt, và mình không thể nào mà khinh thường đối thủ này. Và mình cũng cố gắng tốc biến lên để cấu rễ thêm một ít máu, nhưng mà không ngờ rằng cô ấy đã bật ra cho mình cái chiêu cuối, và mình không còn đường nào để mà chạy về được nữa rồi. Như vậy là mình đã nằm xuống 2 mạng, và người yêu mình đang có vẻ là đang lật kèo chúng ta hay chăng đây. Với những gì mình đã chỉ dẫn cho cô ấy thì cô ấy đang dùng chính những kỹ năng đó để chống lại mình ư? Mình sẽ chứng minh cho cô ấy thấy rằng mình mới là người chơi John hay nhất trong cái nhà này. Và cô ấy đã yếu máu và đã chạy vào trong trụ rồi, và mình bắn chiêu 2 hụt luôn rồi. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi cho người yêu của mình đi ra để tiếp tục
hướng dẫn cô ấy cách chơi con John này, nhưng có vẻ như cô ấy đã học được quá nhiều điều và mình mới là người cần phải học thêm. Bây giờ chúng ta đã hồi sinh trước ngưỡng cửa thiên đường và cái trụ chúng ta sắp bị bể rồi kìa. Nhưng mà mình đã có thể chặn đứng được điều đó khi mà cái trụ nó không còn một cái giọt máu nào, mình có thể nhìn thấy được luôn. Tuy nhiên thì chúng ta có một vấn đề lớn hơn ở đây và mình đã có thể giải quyết thành công rồi. Trận đấu này thì có vẻ cũng sẽ kết thúc ở đây là được rồi, khi mà những cái đàn lính tiếp theo đang ra và mình sẽ chờ lại cái con xe cuối cùng này để cho người yêu mình một cơ hội cuối cùng. Là khi cô ấy bước ra đây thì cũng chính là ngày tàn của cô ấy, khi mà cái trụ cô ấy cũng sắp bể rồi kia kìa. Nhưng có vẻ như người yêu mình không dám bước chân ra khỏi trụ mà chỉ đứng trong trụ và spam chiêu 2, còn mình thì lấy nội tại bên ngoài và chỉ một phát bắn nội tại nữa thôi thì trận đấu này đã kết thúc ở đây và phần thắng nó tất nhiên phải thuộc về mình rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Kênh của mình sắp được 1k người đăng ký rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.